Tết đến nơi rồi, ôi rồi ôi các anh mình ơi. Miến bà Hoan là một cái loại sản phẩm khá là nổi tiếng ở Điện Biên chỗ mình. Ở cái thương hiệu này là ở tại Điện Biên, nó gọi là đặc sản ở Mường Phăng. Thì cái miến bà Hoan này á, mình đang bán hiện tại là 90.000 đồng 1 kg. Sẽ 1 kg thì sẽ được hai gói như thế này. Mỗi một gói như thế này thì mình đóng là 500 g, và có những cái gói nhỏ hơn nữa là 250 g. 250 g thì nó có cái dạng gói nhỏ như thế này để cô chú anh chị có cái nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì cái miến miến bà Hoan ở chỗ mình ấy, thì được làm 100% từ cái cây rong giềng. Ở Điện Biên chỗ mình là dân người ta trồng rong giềng rất là nhiều, trồng sau 1 năm thì bắt đầu là cái cây rong giềng nó sinh ra cái củ, và đến cái độ tuổi có thể thu hoạch được, 1 năm chỉ thu hoạch một mùa thôi, và một mùa đó thì sau khi thu hoạch thì sẽ được sử dụng để chế biến làm ra cái miến rong này. Thì cái màu của cái miến này nó sẽ hơi đục một chút đây. Cái miến rong thì bao giờ cái màu nó sẽ hơi đục một chút như thế này, chứ nó không trong như giống như là miến gạo hay là bún gạo, thì nó hơi đục như thế này. Khi nấu ra thì nó vừa giòn lại vừa dai, ăn rất là ngon, 100% từ miến rong. Thì nó chỉ có 90.000 đồng 1 kg thôi, còn đối với cái loại miến rời thì nó sẽ có giá là 80.000. Miến đóng túi như này là 90.000, ăn rất là giòn, rất là ngon. Thì hầu như là cái mùa Tết này thì gần như nhà cô chú anh chị nào cũng cần phải sử dụng đến măng miến hoặc là một số các cái loại thực phẩm khác để chúng ta có thể nấu ăn trong cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta. Thì ở đây sẽ có hai dạng để chúng ta có thể lựa chọn được, dạng túi 250 g hoặc là túi 500 g. Cái giá thì mình sẽ tính theo 1 kg là 90.000 đồng trên 1 kg đó. Đi cùng với lại miến thì nó sẽ có măng, măng mầm. Thì hiện tại cái măng này là cái măng tre, mình đang bán là 170.000 đồng 1 kg. Thì cái măng này ăn rất là ngon và nó rất là giòn, rất là non, nó gần như là không có bỏ đi một chút nào hết, gần như không bỏ nhá. Thì nó rất là non, nó ăn ngâm ra nó vàng đều và nó ăn nó cực kỳ giòn. Khi mà mọi người nấu lên, một cân măng này cũng ăn được rất là nhiều đấy, 170.000 đồng một cân măng mầm. Thì cô chú anh chị có cái nhu cầu về miến bà Hoan để chúng ta có thể ăn vào trong cái dịp Tết này thì chúng ta có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình, 90.000 đồng một cân này thôi. Và cái số điện thoại trên màn hình của mình có cả số Zalo luôn, 0974010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook, thì mọi người có thể liên lạc theo một trong hai số đó. Giá cả và chi tiết liên hệ mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.